game today. Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Game Today. Các anh em nhớ nhá, các anh em mà đi qua ấy thì nhớ để lại cho mình một like, một share ngay và luôn anh em nhá. Tự giác đi, đừng để nhắc nhiều nhá. Mình phải nhắc luôn, không đến cuối game anh em biết kết quả là anh em tắt mẹ nó mất clip thì là thôi xong. Chưa đến cái đoạn gọi là kêu gọi anh em like, share thì là anh em tắt mất rồi. Anh em xem thế có được không? Chán anh em lắm. Clip thì lúc nào cũng hơn 10.000 lượt xem, nhưng mà like thì có 50 like. Dã man. Nhìn vào những cái con số ấn tượng đó mà mình cảm thấy rất là buồn. Rất là buồn. Lòng đau như cắt, nước mắt thì đầm đìa. Nhiều khi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm bởi những cái con số ấn tượng. Vợ có hỏi thì bảo là bụi bay vào mắt chứ anh có khóc đâu. Hồ. Đấy, thế nên là anh em ủng hộ mình, anh em yêu thương mình ý, thì anh em like đi nhá. Anh em đừng quan tâm đến những cái chuyện khác. Chỉ cần quan tâm đến một cái chuyện duy nhất, đấy là like thôi nhá. Và còn một điều này nữa. Cái hội siêu cấp vũ trụ vô địch của mình với 1.000 anh em đã gia nhập, đang chờ đợi 1.000.000 anh em còn lại. 1.000.000 anh em còn lại đâu hết rồi? Vào đây với tụi mình nào. Link gia nhập hội mình để ở phía dưới anh em nhé. Trong hội sẽ có những cái bài thảo luận của các anh em, cũng như là những cái chia sẻ của mình đến với các bạn cách sớm nhất về những cái line up ở trong cái meta mới. Rồi ok, thôi chúng ta sẽ quay trở lại với con game hôm nay. Nhìn sáng sáng là biết ngay là có điểm, nhưng mà cái điểm này không mua được. 6 tiền cơ anh em ạ. 3 con bóc Flink, 3 con Water Spirit mất 6 tiền. Ở đây mình không đủ 6 tiền. Khi mà anh em thấy đấy, là nếu mà mình mua một mình con móc Flink này thì nó lại rất là buồn cười. Thôi, mình quyết định là bỏ qua. Những cái đơn vị ví dụ như con Ách này là có thể lên được 2 sao ở cái lượt sau. Ngoài ra có thể là lượt sau thêm một con War nữa thì nó vẫn sẽ là hay hơn là mua một cái con 6 tiền ở cái giai đoạn này. Anh em thấy không? Tiên đoán như thần luôn. Mua luôn Fallen Witcher đi. Ở đây là có một cái bộ, nó gọi là bộ War thì có thể là kết hợp với Demon được đấy. Đồ thì có thể là lấy đồ. Tạm thời lấy đồ cho con Taboo Witcher đã. Gánh tem. Ơ kìa. Rồi, hay lắm. Như này được 3 ua nữa này. Up. Mình sẽ up level luôn. Tí nữa thắng hay mua tức ca. Thế này là chơi kiểu Demon kết hợp với cả ua là cũng hay nhá. Bộ Demon kết hợp với cả Warrior, một trong những cái bộ khá là cân bằng. Mà nhất là giai đoạn này ít người chơi mết ý, thì chơi cái bộ này là được. Chơi bộ này nếu mà không có những cái đơn vị mết, những cái người chơi mết thì nó chỉ cần dừng lại ở level 8 thôi. Còn nếu mà có cái người chơi mết thì là phải lên 9. Lượt sau thế nào mà cho mình thêm 2 OTB nữa nhỉ? Đúng không anh em? Chứ một con là chưa đủ đâu. Cần 2 con nữa. 2 con Taboo Witcher cũng được. Mình cũng muốn làm lại cái trò đấy nhưng mà không được rồi. Thôi được rồi. Tứ cự ma chăng? Liệu chơi tứ cự ma có được không? Ở cái trận này chơi tứ cự ma được không nhỉ? Thực
Thực ra ấy, nếu cái bộ tứ cự ma, nếu mà được chọn giữa tứ cự ma và chơi cái bộ Demon kết hợp War thì mình vẫn chọn là tứ cự ma hay hơn. Bởi vì mình là cái người mà rất là hay chơi Glacier. Ở đây có một cái người là chơi Lucetric ngay từ đầu. Chơi Lucetric ngay từ đầu. Hoàn toàn là eco trắng luôn. Thậm chí là ở đây là mình cũng không có thắng được. Mặc dù là mình đã lên 5 rồi. Mà không thắng được một cái người đang ở cái level 4. Tức là cái đội hình của mình đang bị yếu đấy. Tầm này là đang bị yếu. Mới có một cái một mình cái con ách là nó lên được 2 sao thôi. Con ách này thì nó đóng vai trò là tăng cơ chứ nó không hoàn toàn nó không có đam. Ở đây cái con mà nó cần phải mạnh ấy, nó chính là con God of War phải lên được 2 sao và con Tabu Witcher lên được 2 sao thì nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì nó chưa lên được. Chắc là này mình mất cái win the trick mất. Lượt này có lẽ là sẽ mất win the trick. À không, nếu mà giết được giết được cái con Soulbreaker thì lại được, lại ăn. Ngon rồi. Lượt sau cho ta một cái con nào đấy lên 2 sao đi. Khá là ngon ở đây. Cho sói vào. Tạm thời cho God of War ra. Cái này chơi Demon được ấy nhở? Demon kết hợp với cả War. Được. Lượt sau như nào cho mình thêm 2 con sói nữa nhở? Đúng không anh em? Tham quá thì thâm. Thôi được rồi. Ui nhưng mà lượt này có vẻ... Thôi xong rồi. Không được. Lượt này thua mất. Nhìn thì tưởng là mạnh nhưng mà thực ra vẫn có thằng mạnh hơn. Thằng này nó có bộ God kết hợp với cả Mage. Ngoài ra Tabu Witcher của nó lên được 2 thì nó cào kinh lắm. Con Tabu Witcher nó chỉ cần sống thôi. Tưởng là mạnh nhưng mà thực ra vẫn có người mạnh hơn. Mình tưởng là mình đỏ nhưng mà đã có người vẫn đỏ hơn. Đấy, anh em thấy không? Trò chơi nó đâu có đơn giản như thế đâu. Lắm lúc là cứ nghĩ là hiểu lầm đấy. Hiểu lầm là tại sao lại đỏ thế, tại sao lại gọi là ngon lành quá. Đầu game ngon lành quá nhưng mà thực ra không phải. Mua ách tiếp không nhỉ? Bây giờ 19 tiền. Để xem nào. Có 3 người chơi War, trong đấy có mình. Vừa mới nhắc xong, mẹ mồm thối thế, gặp ngay cái thằng chơi War này nó mạnh hơn mình. Ở đây nó đã có con Swordmaster lên được 2 sao kết hợp với cả một con ách. Nó tạo thành cái bộ Kepler cộng cho bọn này 250 máu nữa, nên là nó rất là mạnh. Có vẻ như là mình đang yếu rồi. Mình cứ nghĩ là mình đỏ nhưng không, không đỏ đâu. Cái hàng top 1 của nó là chơi Warbeat. Top 1 đang chơi Warbeat nữa. Có lên chơi War không nhỉ? War, nếu mà chơi War kết hợp Demon mình sẽ phải cần từ 6 con War và nó sẽ bị trùng hệ. Ở đây có những cái đơn vị Glacier, có lẽ là lên chơi theo cái lối là Glacier thì hơn. Glacier gì đây? Fallen Witcher, thôi, giải tán. Mình không nghĩ là mình lên chơi cái bộ Demon kết hợp với cả War đâu. Nó sẽ tốn rất là nhiều các cái slot và đồng thời nó cũng rất là khó để mà chơi được khi mà bị trùng hệ. Ngoài ra thì nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái con Fallen Witcher. Nếu mà giả sử như cái con Tabu Witcher ấy mà nó lên được 2 thì có khi là ok đấy. Ok sớm thì là có thể là chơi theo cái lối là Demon kết hợp với cả Witch cũng được. Nhưng mà bây giờ thôi nhá anh em nhá, bỏ đi. Ách. Thêm con ách. Có thêm một con ách nữa.
Vừa nãy là mình đã bỏ một con ếch rồi, mình không nghĩ là mình sẽ chơi theo cái bộ vua. Nhưng mà lượt này nó lại cho, nó lại quay trở lại. Con ếch này mà cho nhiều ấy thì mình có thể nghĩ tới một cái bộ. Ở đây gần như là mình gặp ngay thằng top 1. Mình là cái người đang có nhiều ách ở trong cái bản đồ này. Nếu mà ách mà kết hợp với cả con Swordmaster ấy tạo thành cái bộ Kepler ở trong meta mới, nếu mà ghép được cái bộ Kepler 4 con thì cũng rất là khỏe nhá. Mình ở đây mình vẫn đang giữ một con ở Grand Herald ở đây rồi. Grand Herald ấy, mình bây giờ mình chỉ cần một con Grim thôi. Một con Grim kết hợp với cả ở đây mình đã có ba con Glacier thì nó sẽ tạo thành cái bộ rất là mạnh. Ở trong cái meta hiện tại, meta Wizard hiện tại, đây nó cũng là một cái bộ mạnh, đấy chính là cái bộ Kepler kết hợp với Glacier. Nhưng mà để đi được cái bộ đấy thì chúng ta cần một cái chìa khóa quan trọng, đấy chính là cái con Swordmaster là chu ra. Đó. Nhưng mà nếu mà không ra thì mình có thể chuyển sang mình chơi Glacier kết hợp War cũng được. Kết hợp vua ấy, Glacier kết hợp vua thì nó không tranh giành nhiều đâu. Nó sẽ không tranh giành nhiều những cái con warrior nhiều. Như là ở trong cái bộ bộ vua này kết hợp với cả beat ấy thì nó tranh giành rất là nhiều. Nó tranh bởi vì nó có 6 con, hoặc là vua kết hợp với cả demon ấy thì nó phải tranh giành từ 6 con vua. Trong khi đấy ở cái bộ Glacier kết hợp vua ấy, mình chỉ cần 3 con vua thôi và mình có thể thay đổi được. 3 con vua đấy có thể thay đổi được. Đây rồi, ui dồi ôi, Swordmaster đây rồi. Swordmaster, ngắm lại một lần nữa cho chắc nhá. Ok, rồi. Đã có Swordmaster. Chơi cái bộ Glacier kết hợp với vua ấy và Kepler ấy chỉ cần 3 con vua thôi. Nên là mình không lấy con sói nữa. Tí nữa đằng nào cái con Tuka mình cũng sẽ bán thôi. Mình sẽ tiết kiệm tiền. Giữ cái lượng interest anh em ạ. Vì đằng nào thì mình cũng đang thua và mình cũng chưa đưa được cái con sói lên 2. Đây rồi. Đây rồi. Ngon quá nhờ. Đúng hướng luôn. Chọn bài chuẩn. Ngay từ đầu. Chọn rất chuẩn. Chỉ cần anh em chọn bài chuẩn thôi là nó ok. Đồ này thì chắc chắn là sẽ để dành cho Berserker. Ok rồi đấy. Hiện tại là chỉ cần đợi con Grim ra thôi. Là chúng ta có một bộ 4 Kepler và 4 Glacier đã đủ rồi. Đủ bộ rồi. Mình tung trưởng chậm hơn nó. Nó để cái con Grand Herald đúng vào vị trí của con Storm Shaman. Cay thật. Để rất đúng vị trí. Hiện tại đang yếu quá nhỉ. Lên dần level 7 anh em ạ. Lên dần level 7 thì mình sẽ có đủ cái slot để cho cái bộ Glacier vào. 3 War kết hợp 4 Glacier. Từ từ đã, bây giờ mình phải xếp lại team. Round này round sói. Cho Quick Doctor vào có cái lọc cọc. Disable được nhiều hơn. Mà không biết có ăn được cái lượt này không nhỉ? Thực ra cái đội hình này tăng cơ thì có đấy, nhưng mà đam thì chưa có đam, đam yếu. Thôi xong rồi, không qua được cái lượt này rồi. Ui, lại còn lọc cọc trượt nữa chứ. Lọc cọc trượt thì nó làm gì?
Nhưng mà may quá, có đồ. Có đồ được rồi. Ui, sao nhiều lao móc thế? Đây rồi. Fox Clyde lên được 2. Lightning works too. Rồi sau mình sẽ up level. Rồi sau mình sẽ up level. Lượt sau up level đưa 4 Glacier kết hợp với 3 War vào, ok. Có 2 thằng. Vậy là trận đấu này có tới 2 thằng chơi gót à. Vậy là có 2 người chơi gót. Top 1 cũng đang chơi gót. Mà nếu mà chơi với gót ý, thì mình nghĩ là mình sẽ để cái bộ Glacier kết hợp Bauer đã. Thực ra thì mình đang tính là nếu mà có gót thì cho Storm Shaman vào thì cũng ok. Có Static Storm Silent bọn nó, nhưng mà thôi. Ở đây còn phải chống lại những cái team khác nữa. Nên là cái lượng đam nó vẫn cần hơn. Khi mà có tăng tốc đánh thì cũng là tăng đam thôi. Hiện tại là cũng có thằng chơi giống mình ở đây, mà nó khỏe hơn. Nó khỏe hơn nhưng mà nó vẫn thua. Nó là có Slada này. Nó cũng có 3 con gua. Nó cũng có 3 con gua lên 2 sao. Nhưng mà bên mình thì có 4 Glacier. Úi dồi ôi. Ngon. Cần có một slot. Swordmaster ở đây. Chắc là phải bán nó Tuka đi. Mình sẽ bán nó Tuka đi để lấy slot. Thắng thua tầm này không quan trọng, cứ đủ slot đã. Tạm thời cho Fortuner Teller vào nhá. Fortuner Teller vào. Cái lọc cọc thì thực ra cái giá trị của nó cao hơn. Fortuner nó bây giờ nó mới chỉ có 1 sao thôi. Wow, mạnh vậy. Toàn 2 sao luôn. 7 con 2 sao. Wow. Tuy nhiên là nó đã xài hết tiền. Thằng này khô máu thế. Bình tĩnh bạn ơi. Fortuner Teller. Đây rồi. Riêng cái đội hình này là phải up 8 anh em ạ. Up 8 rồi roll tiếp. Không nói nhiều. Tí nữa khi mà con Witch Doctor nó lên được 2 sao thì mình sẽ bán con Fox Clyde đi anh em nhé. Ở đây chúng ta gặp cái thằng top 1 vừa nãy nhưng bây giờ nó đã bị xuống rồi. Chơi cái bộ War Beat. War kết hợp Beat đã có 2 con Berserker. Lấy đồ cho Berserker đi. Anh em thấy là mình full bộ Glacier thì nó vẫn mạnh hơn. Nó có hai cách xây dựng cái bộ Glacier kết hợp với cả War. Một là anh em xây dựng 6 con War trước, sau đó đẩy dần cái bộ Glacier vào sau. Thứ hai là anh em sưu tập được 4 con Glacier thì anh em đưa vào trước, sau đó tiếp tục là bổ sung các cái con Warrior vào. Mình sẽ lắp đồ cho Berserker luôn. Lượng đam hiện tại thì với Berserker 1 thì chưa được nhiều lắm đâu. Ở đây nha anh em đã thấy là có hai cái bộ chơi gót ở đây. Top 1 đang chơi gót và khá là xanh. Thằng top 3 cũng đang chơi gót. Và thậm chí là ở top 8 cũng đang có một xây dựng một cái bộ mết.
Anh em thấy là chúng ta cần rất nhiều slot ở đây. Khi mà chúng ta phải lên tới 9, chúng ta mới có thể là nhét cái bộ Laga vào. Thì chơi cái bộ này nó có một cái điểm yếu, đấy chính là cái việc là chúng ta phải có 9 con mới đủ cái bộ Glacier kết hợp với War và có Laga. Nhưng mà rất may là ở đây là chúng ta có một cái con nó có thể chống được bọn mết, đó chính là con Storm Shaman rồi. Nên là cái việc cân nhắc cái việc xem là có lên đưa cái bộ Laga vào không, bởi vì như thế nó rất là tốn slot. Nó rất là tốn slot vào cái giai đoạn sau này. Khi mà chúng ta nó đẹp nhất là dừng lại ở level 8 hoặc là cùng lắm mà lên level 9 là chúng ta phải roll rồi. Còn nếu mà bảo lên level 10 nó quá tốn slot. Nên là nếu mà chúng ta cứ roll ý, chúng ta cứ roll thì chúng ta sẽ bỏ qua bộ Laga và tập trung vào build một cái con đường, đó chính là Glacier kết hợp với Kipland và War. Cố gắng là tí nữa là kiếm được một cái BKB. Đó, ít nhất là một cái BKB dành cho Berserker. Còn bản thân cái con Swordmaster nó đã có cái skill xoay, có khả năng kháng phép rồi. Ở đây chúng ta đã có một cái Zilkira, một cái mảnh ghép của cái BKB. Và mình sẽ để dành cái Zilkira này để ghép cho Berserker. Ở đây có tới 3 người chơi mết. Vừa mới soi xong thì gặp luôn. Thằng này quá xanh. Nó là God mết. Chính xác thì nó là God mết với một con Skybreaker đã lên được 2 sao. À, đã lên được tới 3 sao rồi. Tuy nhiên anh em thấy là một cái Static Storm đặt sớm đã giúp mình giành chiến thắng ở cái lượt này. Và Grand Herald nó đã cướp skill của con Berserker rất là sida dành cho đội bạn. Rồi. Thôi, dần bây giờ dần dần là up level thôi, dần dần up level lên. Chúng ta có một con Storm Shaman có cái khả năng silent diện rộng, ngoài ra chúng ta có Ngọc Ma Lăng cho Storm Shaman rất tốt để counter lại những cái đối thủ chơi mết ở đây. Hiện tại là mình đang đợi cái slot thứ 9 cho con Grimmshock. Nếu mà nó có thì nó sẽ là cho Grim. Anh em thấy không? Con Storm có lẽ là mình sẽ không cần, mình sẽ không cần cái bộ Laga nữa. Bộ Marine mình sẽ bỏ qua luôn, bởi vì thực ra ấy, chỉ cần cái Storm, cái Static Storm của Storm Shaman đặt ra được thôi thì là mình sẽ giành chiến thắng. Tí nữa mình sẽ để cái BKB cho Berserker là ngon rồi. Ok. Up dần level lên 9 rồi anh em ạ. Có lấy Zilkira luôn không nhỉ? Thực ra bây giờ nó có hai lựa chọn để xem nào. Mết thì thực ra có hai thằng mết ở trên cao. Bởi vì mình có thể lắp cái Zilkira hoặc có thể lắp cái tàu. Mình sẽ chọn một trong hai, nhưng mình sẽ lấy cái Zilkira trước. Lắp cái tàu thì cũng chống được mết. Đây, chúng ta quay trở lại với cả cái bọn chơi Warbeat. Ăn được không? Ăn được rồi. Chỉ cần giết được cái con gây đam của nó thôi là ăn được. Thằng này bay rồi, thằng này lên bản đến số rồi. Chơi Warbeat đã bị bay. Grimmshock đây rồi. Level 9 cho Grimmshock vào. Có đủ bộ 4 Kepland. Chúng ta phải rất là để ý cái thằng này. Làm thế nào để có thể xếp. Ở đây mình sẽ cố gắng xếp Grand Herald cướp cái Static Storm của thằng top 1. Đấy. Chúng ta sẽ phải rất là để ý cái thằng top 1 nha anh em nhé. Thằng top 1 đó là một cái thằng rất nguy hiểm đối với mình. Khi mà nếu mà mình không đặt được cái Static Storm ra ấy, là cả cái team mình nó sẽ bay luôn trong một lốt nhạc. Và cái lượng máu mình mất sẽ rất nhiều.
chúng ta sẽ up dần lên 10 thôi. Ồ, mảnh linh hồn dìu long huyết. Mình ghép đồ thôi. Ở đây có một cái đồ giáp cuối. Ở đây chúng ta có thể ghép được cái giáp cuối. Mình sẽ ghép cái giáp cuối luôn. Mình sẽ ghép giáp cuối đưa cho Sword Master hay là Axe đây. Sword Master đi. Đấy, chúng ta đặt cái Static Storm trước khi mà đối thủ tung trưởng. Và chúng ta đã ăn được. Anh em thấy không? Tuy nhiên là bằng một cái lý do nào đấy mà thằng top 1 nó lại ăn được mình. Nếu mà bây giờ mình up lên 10 ấy, sau đó mình đẩy con Quick Doctor vào là mình đã có đủ bộ 6 Glacier rất mạnh ở đây, giúp cho tất cả những cái quân bài có thể cộng 70% sức cái tốc độ tấn công. Ồ, thôi mình sẽ đẩy vào luôn. Có khi là mình sẽ không chơi cái bộ Warlock nữa, chơi hẳn 6 Glacier cho nó máu anh em. Thử xem sức mạnh của nó thế nào. 6 Glacier kết hợp với Kepler có ăn được không? Có ăn được nổi cái bọn này không? Đây đối thủ thì là chơi theo cái lối là 6 War kết hợp với cả 4 Glacier mà không ăn được mình đâu. Anh em thấy không? Tốc của mình khỏe, tức là cái đam của mình nó to hơn ấy. Đánh khỏe hơn. Nhưng mà cái bọn Clay nó lại ăn được mình. Bọn Clay Glacier đủ bộ rồi. Mà nó có 8 con mà nó ăn được mình, anh em biết thế nào. Clay Glacier nó làm cái gì nó vẫn rất là vãi đái, bá cháy ở trong cái thời điểm hiện tại. Tạm thời như thế đã. Bây giờ phải đưa cái hàng thủ của mình gồm có hai con Kepler lên level 3 sao. Bây giờ chỉ có lên 3 sao thôi. Tập này lên 3 sao thì mới có thể là ăn được cái bọn Clay này. Có ăn được không? Không, đợt này mình ăn được rồi. Đợt này ăn được. Ăn được không? Khỏe thế. Wow. Ăn được. Đam nó có đấy. Nếu mà giáp của bọn kia mà nó không bật được nhiều thì nó sẽ thua. Mình sẽ bỏ bộ Warlock luôn đấy anh em nhé. Mình không chơi Warlock. Mình chơi thẳng như thế này luôn. Sau mình up dần lên 3 sao thôi. Tầm này là mạnh rồi. Khi mà 4 con Glacier ấy kết hợp với cả 3 cua thì nó còn gọi là đam của nó còn yếu một tí. Chứ bây giờ 6 con Glacier thì những cái con cua ấy nó đánh nó cũng nhanh như những cái con Glacier. Cái tốc đánh của nó cũng nhanh, khá là nhanh. Anh em thấy không? Ăn được luôn. Đã ăn được cái thằng gót rồi. Đốn tiếp. Đây rồi. Đội hình này đam nó cũng khá là đều đấy. Soi thử cái thằng top 1 xem nào. Cẩn thận không là mất Win the Trick. Wow, nó đã có mua một cái đơn vị Game the Truck lên 2 sao ở trong cái đội hình God. Vậy là nó sẽ chơi God Demon được bạn ơi. Bên này thì sao? Nói chung là cũng không đáng lo lắm. Bây giờ chỉ quan tâm đến cái thằng Glacier Clay và thằng God thôi. Thằng John đang ở top 1 thôi.
Đây rồi, ghép được một cái MOM. Swordmaster, Swordmaster. Đây rồi, ngon. He he he. Storm Shaman, mình lấy luôn con Storm Shaman này anh em ạ. Thực ra ấy, mình mới để ý là bây giờ cái thằng God ấy nó chưa có con Storm Shaman. Nên là bây giờ chúng ta ghim mẹ nó vào anh em ạ. Ghim không cho nó mua. Mình mua là không có đâu. Mình cứ ghim lại thôi. Nó chưa có mà. Storm Shaman này nó cũng có hạn thôi. 4 sao này thì nó chỉ có 15 con thôi anh em. Mình giữ mẹ hết đi. Không cho nó run ra. Còn nếu mà nó run ra thì cũng nguy hiểm lắm nhá. Bây giờ mà để nó run ra là con Storm Shaman thì đúng là tự sát luôn. Khi mà bây giờ mình không có cái hệ Laga ở đây, không có cái hệ Marine, mà cái con Storm Shaman của nó có cục ma lăng, ngoài ra lại đứng ở trong cái đội hình Godmate, có con CM giúp tăng ma lăng nhanh hơn, thì rõ ràng là mình sẽ tung trưởng chậm hơn nó là mình thua. Swordmaster, 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 Swordmaster. Không có. Từ từ đã. Đánh từ từ cẩn thận thôi. Rồi sau luôn tiếp. Còn một con Swordmaster nữa thôi. Đấy, gặp cái bọn Glacier kết hợp với cả War này. Nhưng mà không ăn được mình. Mình có 6 con Glacier cơ. Đam của nó tung ra của mình khỏe hơn nhiều. Chưa kể là mình cũng đang là cái con Grand Herald của mình đang đứng ở cái vị trí cướp được cái Static Storm. Ngon chưa? Ăn được luôn cái thằng ui, thằng này lui kinh vãi. Nó đã có 2 con Doom ở đây rồi. Chính xác là mình hiểu nó muốn chơi cái gì rồi. Thằng này nó đang cố là nó xây dựng một cái đội hình. Nó có những con Demon ở đây. Có con Storm Shaman nhưng mới có 1 sao thôi. Thậm chí là mẹ đang có vẻ như là nó đang còn muốn đưa con Grim lên tận 3 sao. Ai chả kinh thật. Nuôi cả Grim lên 3 sao luôn. Nhưng mà nó chưa đưa vào. Ở đây nó có full bộ God rồi. Ui, God of Thunder có luôn một cái gọi là Refet Orb nhưng mà không ăn được tao đâu. Anh em thấy không? Tung trưởng sớm là ăn được ngay. Chết rồi, nó sắp chết rồi. Nó còn bị cái thằng Clyde nó cào cho cơ. Mình sẽ lấy hết những cái con Storm Shaman, không cho nó thua. Storm Shaman của nó mà chỉ có 1 sao thì không ăn thua. Mình up luôn. Đây rồi. Swordmaster một con nữa. Đừng mà. Ew. Tôi chết rồi, không kịp rồi. Thôi đành phải giải tán với con Fox Clyde thôi anh em ạ. Hơi lỗi tí, hơi bị quá đà. Lượt này còn có 5 con Glacier, không biết có ăn được bọn này không. Chắc là lượt này toang rồi. Lượt này toang thật sự rồi. Swordmaster ơi, cho lốt một con đi. Không ăn được, không ăn được, không ăn được. Với cả cái bộ Kepler ấy, nó cũng thiếu. Nó thiếu một con Kepler. Mất cái bộ War cũng mất tăng cơ. Mình phải đẩy lại thôi. Quả vừa rồi roll hơi quá tay. Xếp lại cái. Từ từ đã anh em. Round này là round thứ 35. Round trước roll hơi bị nhiều tiền nhưng mà không ra được một con Swordmaster cuối cùng. Bây giờ mình sẽ nuôi đây, nuôi cái hàng chờ gồm có Swordmaster, con Axe, con Berserker và con Storm Shaman lên 3 thế thôi. Còn những cái con còn lại thế thôi. Lấy là hơi tham con Fox Clyde. U chiến thần đao. Wow, đây rồi. Chỉ cần một con Berserker thôi. Berserker! Berserker ơi! Mày ở đâu? Berserker!
Ơ kìa, hết tiền rồi. Mẹ nhà mày, Super Master bây giờ mới ra. Nhưng mà tao bây giờ tao cần Berserker. Thôi rồi, cũng tạm tạm. Cho đồ. Lấy cái U Linh chiến đao đi. Ngon rồi. Sword Master lên được 3. Tăng cơ rất khỏe. Một con tăng cơ rất khỏe ở đây. Với sự kết hợp của Kepland 4.000 máu. Được bạn ơi. Từ từ đã. Ghép đồ cái đã. Ghép. Thôi được rồi, ghép luôn. Cho Swordman đi. Swordman mà kết hợp với 4 kép clan lên tới tận hơn 4.000 máu. Wow, 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 wow. Thằng này chơi God Demon 6m. God 6m ạ. 3 God 6m kết hợp cả Demon mạnh vãi đái. Đã có đủ 3 God rồi, 6m. Thậm chí là Grim Stroke đã lên 3 sao thua rồi. Không ổn, không ổn. Cái lượt này, cái con Grand Herald của nó cướp được cái Static Storm. Ai chà, căng đây. Vãi đái thật. Chết rồi, mình còn không ăn được cả bọn Clay luôn. Một con nữa. Một con Berserker nữa. Thôi, đập trứng cho Berserker thôi. Từ từ đã, roll một phát nữa. Berserker, không có rồi. Thôi đập trực luôn. Không toang mất. Round thứ 38 rồi. Một con Storm Shaman nữa thôi. Nó không có. Nó là bây giờ là nó không có để con Storm Shaman ở đây nữa. Nó bán Storm Shaman đi rồi. Ăn được không? Hay lắm. Hoặc cóc được. Làm quả Grim Stroke kẻ chỉ vẽ một đường gọi là perfect, ăn được hết team địch được bạn ơi. Nhận thấy cái vị trí của Storm Shaman của mình đang rất là nguy hiểm ở đây khi mà cái thằng chơi God nó đặt cái con Grand Herald cướp cái vị trí Storm Shaman của mình, nó đã quay lại đây. Ai là khôn vậy đấy mày nhá. Trận này gặp đối thủ ngang trình rồi. Cái thằng God nó muốn cướp cái skill của Storm Shaman. Tớ đổi chỗ vào trong này. Cậu lại sang nhìn tớ lại đổi ra ngoài. Thôi không kịp rồi. Nhưng Grand Herald của nó lại cướp được skill của con Berserker cơ. Ui rồi ôi, thế thì tớ ăn rồi cậu ơi. Khôn lắm, chơi khôn lắm. Nhưng mà chưa đủ. He he. Ăn hộ đi, ăn hộ đi. Thậm chí là cậu còn bị Clay nó táng cho sấp mặt luôn. Còn mình thì táng cái thằng Clay chết rồi. Thôi thằng Clay chết rồi. Thế bây giờ chỉ có chơi 1v1 thôi. 1vs1. Thậm chí ở đây có một cái BKB rất là đúng lúc luôn. Thôi nhá, xác định. Cậu xác định đi là vừa. Ấy, ấy, ấy. Mình sẽ cố gắng là mình xếp để mình counter lại cái con. Thứ nhất là mình cướp được cái skill của con God of Thunder. Thứ hai là mình sẽ phải lé cái skill của cái con Grand Herald ra, không cho nó cướp skill Storm Shaman của mình. Chơi con game này nó rất là giống như là chơi một cái trò chơi mà tuổi thơ mình hay chơi. Nó chính là trò mèo đuổi chuột. Rất là giống luôn. Đấy là mình thì bây giờ mình là chuột, còn nó là mèo. Đấy cứ thế thôi. Mình bây giờ làm thế nào để mình như một cái con chuột, mình gọi là chạy được. Cái con mèo của nó chính là cái con Grand Herald. Làm thế nào để cái con chuột Storm Shaman có thể gọi là té được trước khi là bị cướp. Thế thôi, rất là đơn giản. Ui giời, đúng lúc quá. Đây rồi. Còn một khi mà nó đã cướp được rồi ấy, thì coi như là nó gọi là Static Storm mình đến chết thì thôi. Nó có tới, anh em thấy đấy, là bây giờ Storm Shaman của mình đã lên tới 3. Skill rất là mạnh. Mà nó có tới, nếu mà nó cướp được thì nó có tới 6 con mét. Ấy, 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 này, đổi chỗ đi. Đây này, đổi chỗ đi. Ăn hộ tớ cái. GG, he, he, he. Thậm chí là mình để Grand Herald ở đây còn cướp được cái skill của con God of Thunder.
Boom. Tạm biệt. Trò chơi kết thúc. Wow, cuối cùng thì cái trò chơi này đã kết thúc. Một cái trò chơi khá là căng lao với một đối thủ. Wow, không thể tin được. Đối thủ của chúng ta xây dựng một cái đội hình God 3 God 6m kết hợp cả Demon. Nếu mà không có Static Storm thì có nghĩa là mình đã bị dính, toàn bộ đội hình là sẽ bị dính Doom. Toàn bộ đội hình là sẽ bị ăn trưởng tới chết. Mà nó chỉ cần tung hai trưởng thôi thì coi như là chết rồi, bởi vì chúng ta hoàn toàn không có cái bộ Marine ở đây. Nhưng Static Storm không quan trọng, Berserker 3 cũng không quan trọng. Quan trọng nó chính là cái trình độ của Tuấn Cơm. Một cái trình độ được so sánh với cả siêu cấp vũ trụ vô địch. Anh em thấy nó có chuẩn không? Nó có hợp lý không? Nếu mà anh em thấy hợp lý thì anh em nhớ nhá, like share đi, like share cho mình đi chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo, những cái buổi live stream tiếp theo, thể hiện cái đẳng cấp của mình, đẳng cấp chém gió và phá rank. Cảm ơn anh em. Bye bye.